Hi, xin chào tất cả các bạn. Rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của mình. Đây là một chiếc video mà trước đây mẹ mình và em mình đã quay và mình là người quay nó, nhưng mà bây giờ cái kênh đó không còn nữa thì mình quyết định là sẽ re-up lại cái video này. Nói là re-up nhưng mà thực chất bên cái kênh cũ mình xóa rồi, bây giờ mình mang qua đây nên là mình edit lại sơ sơ một tí và rất mong nhận được sự góp ý giúp đỡ tận tình của các bạn nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Mình chỉ trưng bày ra những nguyên vật liệu để ướp. À, để sáng mai nấu cho ngắm thôi, còn rất là nhiều. Như là đây là xương heo, là các bạn chặt khúc vừa ăn. Ở đây là tổng cộng là 6 ký xương. Đây là thịt ba chỉ nạc, ướp thịt là có bột ngọt, đường, hạt nêm, nước mắm, hành tỏi bằm nhuyễn. Hành tỏi một hồi mình sẽ bằm để ướp thịt và một chút màu hạt điều để tạo màu. Bây giờ mình sẽ đổ thịt heo mình đã chặt sẵn vô nồi để ướp nấm mai sẽ nấu ngon hơn. Có thêm một số chân gà để nước nó ngọt hơn. Hành tỏi mình đã băm xong, bây giờ mình sẽ bỏ vô đây. Gia vị mình sẽ bỏ ngọt là tầm 2 muỗng. Sau đó là đường, tùy khẩu vị của các bạn ăn ngọt thì có thể bỏ thêm đường. Đây là hạt nêm, đây là nước mắm thì mình sẽ canh một ván, cuối cùng là màu nó sẽ giúp đẹp hơn. Vậy là đến công đoạn thịt ba chỉ, mình đã thái sẵn miếng nó rất là vừa ăn. Mình phải ướp riêng tại vì mai là cái này mình sẽ để vô sau. Để chung thì nó sẽ bị nhũng ra không ngon. Sau khi xương với thịt đã ướp xong, bây giờ thì cũng tầm 2 giờ sáng. Mình sẽ đợi đến ướp tầm 5 tiếng là đến 7 giờ là mình sẽ nấu mì quảng. Với lại lúc đó thịt nó cũng nấm hơn. Còn bây giờ mình sẽ đem xuống cất và chúc các bạn ngủ. Và sau 5 tiếng ướp thịt là đó là thành quả của mình. Đây là xương mà đã ướp sau 5 tiếng và thịt đã ướp sau 5 tiếng. Sau đây mình sẽ giới thiệu các nguyên liệu để nấu món mì quảng Đà Lạt. Đây là tôm đã bằm, mình đã giã sẵn. Đây là hạt nêm, hành tỏi bằm, đường, ngũ quả, hành tây, của mình là gồm hành tây, sắn, củ quả su su. Cái này là chả mùa mình sẽ xắt sau, giá, rau sống ăn kèm. Để tiết kiệm thời gian, mình đã chuẩn bị sẵn xô hào, các thứ mình đã sắp sẵn ở đây. Đầu tiên mẹ giúp bột mì cái này. Bây giờ dầu quá thì mình đã đổ vào rồi. Đó, bây giờ mình chờ nó sôi dầu lên một chút, bắt đầu là mình cho cái này vào để cho nó vàng, nó thơm đi. Khi đã tao đều thịt với lại tỏi, mình sẽ bỏ tôm. Tôm khô đã bằm sẵn vô và sẽ đao tiếp. Tuy là các bạn không ngửi thấy mùi đặc trưng của tôm và thịt khi trộn chung với nhau, nhưng nó rất là thơm và nó là một cái mùi khá đặc biệt của mì quảng Đà Lạt. Để cho mì quảng ngọt hơn thì mình đã chuẩn bị sẵn ngũ quả,
sắc hạt rượu. Bây giờ mình sẽ đổ vô tan chung. Cho phải bỏ tất cả vô, bây giờ mình sẽ đảo đều lên cho nó lẫn mùi. Nhìn rất là đẹp các bạn. Mấy bạn ơi, mình đã đảo nãy tới giờ là cũng đã được cỡ 10 phút rồi, nó rất chi là thơm và thấm vào thịt. Thì bây giờ tiếp theo là mình sẽ cho một ít nước thôi nha mấy bạn. Sắp thôi đi nha, cho nó mềm mà nó thấm hết đều hết rồi. Rồi mình phi chăm thêm nha mấy bạn nha. Mình chỉ để ngang mặt nước là ngang cái mặt thịt đi. Để gia vị nó thấm đều vào thịt vàng nó sẽ ngon hơn. Và cái này tùy vào kích cỡ xương, nhưng mà xương của nhà mình chặt thì tầm 30 phút rồi. Và mình phải tăng thêm cái thịt ba chỉ này vào, nó sẽ đủ béo nè, đó, và nó sẽ đủ ngon, đó. Nhìn cái nồi của mình rất là hấp dẫn, tí nữa là mình thêm nước nha mấy bạn, để mình nấu cỡ 15 phút ấy, cho nó mềm hẳn cái thịt này nó thấm vào gia vị đồ này kia, xong rồi tí nữa mình sẽ nêm thêm nước cho nó đủ số lượng nha mấy bạn. Đối với món này á, là mình sẽ chọn ba chỉ này, mấy bạn mua phải nữ nạc, nữ mỡ, chứ cũng đừng có nạc quá mà nó cũng không ngon, mà cũng đừng có mỡ quá thì mình ăn nó sẽ ngấy đấy. Rồi xương, rồi sườn non vào như vậy thôi, rồi tí nữa bắt đầu là mình mới châm thêm nước, rồi mình mới bỏ chả vào, xong xuôi đó mình mới bỏ chả vào thì cái chả nó không có bị nhũn ra, nó không bị mềm. Rồi mì quảng đã sôi rồi này đó, cho nên bây giờ mình sẽ bắt xuống cái bếp than để mình ninh cho nó thấm và nó ngon hơn đó. Mấy bạn nhớ thơm lắm. Đó, nó đã sôi lên rồi là nó đã nghe thấy mùi thơm rồi, chứ chưa cần phải là nói là ăn nè, bạn thấy chưa? Bây giờ chả mình đã sắp xong và muốn cho thịt đồ nó chín đều là phải đợi một tiếng nữa, nên mình sẽ hẹn gặp lại các bạn trong một tiếng nữa nhé. Sau một tiếng thì nồi mì quảng của mình đã sôi và bây giờ gia vị lúc đầu là trong mình ướp đã sẵn rồi, bây giờ mình chỉ cần thêm một tí gia vị để nó vừa ăn thôi. Sau khi mình thêm nước này, đối với mình là vừa rồi, nhưng mà sẽ nhờ lại mẹ mình là chủ lò bếp của mình qua nên thử nồi. Để mình coi con trai mình nó nấu nồi mì quảng như vậy, màu như vậy thì thấy hấp dẫn rồi này. Sôi đồ cũng thấy ngon, nhưng mà để mình coi cái gia vị coi thử là đã đạt chưa nhá. Mấy bạn, rồi mấy bạn sẽ tưởng thức với mình luôn nha. Để mình coi đây. Nói chung rất chi là ngon. Mà mình phải bỏ miếng mì quảng này vào là mình biết là vừa chưa nha, mình thử thôi mấy bạn. Cái này mình phải ăn cả tô nhá. Giờ là mình ăn mình thử coi nó bỏ mì này mà thì nó đã ngon chưa. Ngon, thấm tháp mà ngon nữa. Rất là được nữa con. Nói chung là cái này là 9 điểm. Nói chung là cái nước này á thì được 90% rồi, nhưng mà chủ yếu là nó ngọt từ xương này, củ quả rồi này kia nó ra là cũng đã ngọt rồi. Nhưng mà nếu mình muốn cho đậm đà hơn một tí nữa mà để cho thành 10 điểm á, thì mình sẽ cho thêm một chút bột nêm vô nữa nha mấy bạn. À, nói chung là cái độ ngọt thì vừa rồi, nhưng mà nó còn hơi lạc chút xíu nữa. Cho nên là mấy bạn nên nhớ nha, nồi mì quảng thích chi là thơm, thơm ngon lắm. Trời ơi, đó, thấy chưa, khổng lồ chưa. Đây là nói chung là xương nè, rồi tắt mình tập chắc cũng cỡ là chục kg trong nồi này. Đấy bạn. Bước cuối cùng là mình sẽ bỏ chả vô, là bước cuối cùng để hoàn thiện xong nồi mì. Bây giờ mình sẽ quấy đều nồi mì quảng lên để tất cả gia vị thấm với nhau, với lại thấm vô miếng chả mình vừa bỏ vô để ăn được ngon hơn. Mình thì chắc để tầm 2 phút nữa thôi là mình sẽ ăn được nha các bạn. Đây, một muỗng nó ra gồm chả, thịt heo, ba chỉ và đây các bạn đó, nhìn rất là màu, rất là đẹp, thấm được từng miếng thịt luôn. Hãy nhìn kỹ hơn, rất là ngon các bạn. Mình chưa ăn mọi người thấy mùi thơm vãi đi. Sau 2 phút nồi mì quảng mình đã ngắm đều và giờ mình sẽ nhờ mẹ mình múc mì quảng để mời các cô chú. Cái thế là mình bỏ một chút giá xuống dưới nha mấy bạn. Sau này thì mình sẽ bỏ cái độ mì này. Mì thì mình bỏ tầm cỡ một lạng rưỡi hoặc một tô là vừa rồi.
Đấy, sau rồi mình mới múc nước nước này vào. Chả thịt cái thứ đó. Tô mì thì mình sẽ múc nước rồi múc xương rồi đầy đủ hết vào rồi. Mình cho một chút hành ngò này mấy bạn này. Yeah. Rồi mình cho một chút tiêu này vào này đấy, rắc vào. Đấy là màu mè nó hấp dẫn chưa mấy bạn? À. Tô mì quảng đã xong là bây giờ mình sẽ có rau ăn kèm. Nó sẽ giúp mì quảng ngon hơn, và nếu mà tùy khẩu vị các bạn có thể bỏ thêm sa tế, chanh, ớt ở đây hoặc là có thêm nước mắm, là tùy theo khẩu vị của từng người đấy tô mì quảng. Bây giờ mời các bạn thưởng thức chung với cả gia đình nhá. Nói chung là đó một tô mình tí nữa mình bây giờ thì mình múc ít rồi thôi, nhưng mà tí nữa mình múc thêm ngon lắm. Mời các bạn thưởng thức với mình nha.